Sa sút trí tuệ là chứng mất trí nhớ thường đi kèm với quá trình lão hóa và dạng mất trí nhớ phổ biến nhất là bệnh Alzheimer. Hiện vẫn chưa có phương án điều trị nào có thể khôi phục hiệu quả tình trạng mất trí nhớ đó, đặc biệt là vì còn rất nhiều điều chúng ta không biết về cách ký ức được hình thành. Các nhà nghiên cứu hiện đã tìm hiểu thêm về một cơ chế phân tử cơ bản của việc lưu trữ ký ức. Công trình này được báo cáo trên tạp chí Science Advances. Có thể giúp các nhà khoa học phát triển phương pháp điều trị có thể làm giảm chứng mất trí. Công trình trước đây của nhóm nghiên cứu này cho thấy phân họ NA4A rất quan trọng đối với trí nhớ dài hạn. Công trình này cho thấy trong quá trình củng cố trí nhớ, các protein NA4A kiểm soát hoạt động của các gen mã hóa cho các protein chaperone. Các protein chaperone đó di chuyển đến một bào quan được gọi là lưới nội chất IA. IA đảm bảo rằng các protein được gấp lại đúng cách thành cấu trúc 3D của chúng. Điều này thường rất cần thiết cho chức năng của chúng. Các protein chaperone tạo thành một phức hợp trong IA, nơi chúng tham gia vào quá trình gấp các protein đóng vai trò quan trọng trong trí nhớ dài hạn. Chức năng của NA4A đã được chứng minh là bị gián đoạn trong nhiều loại rối loạn nhận thức bao gồm Parkinson và tâm thần phân liệt. Trong một mô hình chuột bị bệnh Alzheimer, quá trình này cũng được chứng minh là bị suy giảm. Các nhà nghiên cứu đã đảo ngược tình trạng rối loạn chức năng trí nhớ dài hạn trong mô hình đó bằng cách áp dụng một người đi kèm hoặc bằng cách thể hiện quá mức người khác. Tác giả nghiên cứu đầu tiên Sanhatiyoti Chatterjee, PhD, một cộng sự nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Ted Abel, PhD, thuộc khoa học thần kinh Iowa, cho biết vai trò của cơ cấu gấp protein trong trí nhớ dài hạn đã bị bỏ qua trong nhiều thập kỷ. Học viện nghiên cứu đã chỉ ra rằng cả biểu hiện gen và sản xuất protein đều cần thiết để củng cố trí nhớ dài hạn, và sau khi học được điều gì đó mới, nhiều protein sẽ được tổng hợp, Chatterjee nói. Để các protein hoạt động về mặt chức năng, chúng cần được gấp lại một cách chính xác. Công trình của chúng tôi thể hiện ý tưởng khái niệm rằng các protein chaperone này là những protein thực sự gấp lại các protein để tác động đến chức năng và độ dẻo của khớp thần kinh. Mặc dù nghiên cứu này chưa được áp dụng trong phòng khám, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng rằng con đường được mô tả trong nghiên cứu này có thể được sử dụng để tạo ra các phương pháp điều trị phòng ngừa hoặc liệu pháp điều trị bệnh thoái hóa thần kinh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.